Alo, mình muốn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Bữa hôm nay đi lên máy bay nha quý vị. Tại nhà mình đi sớm, nãy giờ chờ ở ngoài sân bay. Đây, bây giờ là lên máy bay nha. Bi, anh có thấy chữ bi không anh? Wow, what number bi? Muốn ngồi đâu? Trong đây cho Ben ngồi trong đây. Ben vô trong đây. Ben nó vô, nãy giờ nó cứ đòi lên máy bay, giờ nó lên máy bay nó hồi. Oh, giờ Ben go airplane đâu Ben, the big airplane nó. Nãy giờ ngồi vật vã mấy tiếng đồng hồ ở ngoài sân bay, bây giờ mới được lên máy bay ngồi yên vị nè quý vị. Bỏ seat belt, Ben seat belt cho con, seat belt cho. Rồi trên, bây giờ lên đây ngồi nó yên chí, chứ nãy giờ cứ đi vòng vòng với đó, mua đồ ăn, xếp hàng, ngồi chờ. Dạo này là đi chơi á, có cái điện thoại nên ngồi mấy tiếng hồ cũng có chuyện để làm. Ví dụ như là coi phim, quay phim, đi mua đồ ăn, đồ thời gian nó qua cũng mau. Nên chờ vật vã ngoài sân bay cũng sao, giờ khi chờ cả ngày cũng được. Trời ơi, tóc bạc hết rồi. Highlight. Cái hãng máy bay này nó mắc cười lắm nha. Nó khi mà mình mua vé thì nó nói là mình có mua chỗ ngồi không. Nếu mà mình mua chỗ ngồi thì $5 một chỗ. Cái ông này ông không mua, ông tiết tiền ông không mua. Ông nói thôi đi chợ, bây giờ đi lên đó thì có chỗ nào ngồi chỗ đó. Thì khi mà mình không mua nhưng mà mai cạn không cho mua. Cái tại vì thường á, trong cái máy bay này thì nó có chỗ cho tất cả mọi người, nhưng mà mình muốn chọn cái chỗ ngồi mà mình muốn thì nó chia ra, ví dụ như là mình ở cái khu vực này thì $5, cái khu vực nào là $20, nó có cái giá của nó. Nhưng mà ông này ông không mua gì hết á, xong cái khi mà người ta mua nhiều, mua $5 người ta mua nhiều lắm, người ta chọn những cái chỗ $5 hết rồi, thì những cái chỗ còn lại, ví dụ những cái chỗ $20 không có ai chọn, tại họ không muốn bỏ tiền ra, họ không có chọn. Xong cái khi mà người ta bán những cái chỗ $5 hết rồi, còn những cái chỗ còn lại đó thì không ai chọn, thì người ta để cho ai mà không có chọn ghế là được ngồi. Đâm ra mình không mua nhưng mà mình lại được ngồi ở cái khúc trên của cái vé máy bay, thay vì người ta bán $20 nhưng mà không ai mua, cái họ để cho những người còn lại vô thôi, thế là mình được hưởng, ngồi nguyên một dàn chung với nhau luôn nè. Mắc cười ha. Đó cũng là một cái gì ta, một cái mánh khóe của đi máy bay quý vị. Mình sợ không được ngồi chung á. Nó nói là nó không có bảo đảm á, là mình ngồi chung với nhau nó không bảo đảm. Người ta sợ người ta không được ngồi chung, người ta chọn chỗ. Đâm ra những cái chỗ còn lại á, không ai chọn, nó là mình thường. Đó là cái mánh khóe của những hãng máy bay. Đây là cái hãng Spirit Airlines nha. Máy bay đang bay nè. Where is that? Piris? Ben Piris Airlines. Your seatbelt should be worn low and tight across your hips. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle until it clicks. Tighten by pulling on the loose end of the belt. To open your seatbelt, lift the metal flap on the buckle. For your safety and the safety of those around you, have lighting. Lead to all exits. Please take a moment to locate the exit nearest you. Keeping in mind, the closest exit may be behind you. The cabin is pressurized. If there is a loss of cabin pressure, masks will drop from the compartments above your seat and lavatory ceilings. Remain seated with your seatbelt fastened. Pull the mask toward you to start the flow of oxygen. You must remove your face covering prior to putting the oxygen mask over your nose and mouth. Place the elastic band around your head and tighten by pulling on the ends. Secure your own mask before helping others. Oxygen will be flowing to the mask, even though the bag may not inflate. Get it under your seat. First, pull the tab to retrieve the life vest pouch from its container. Then, tear along the perforated edge and remove the life vest from the pouch. Lean forward and place the vest over your head. Wrap the strap around your waist, fasten the buckle, and pull on the strap to tighten. A water-activated light is attached to each vest. When exiting the aircraft, pull down on the red tab at the bottom of the vest to inflate.
The vest can also be inflated by blowing into the tube located at shoulder level. Remember, do not inflate your vest until you exit the aircraft. Bên nhìn ở đây quá trời máy bay sắp đang sắp sửa.
nôn nóng lấy đồ. Đang nôn nóng lấy đồ để đi ra ngoài. Nè mommy. Mommy what? Mọi người xuống tới sân bay Los Angeles, dưới đây busy quá. Có trời đông. Hả? Có con chó to nè. Đang chờ để lên máy bay. Giờ đi ra lấy đồ. Nhộn nhịp không? Chỗ này thấy nhộn nhịp không? Quá nhộn nhịp luôn. Mọi người đang đứng đây để chờ lấy hành lý. Sân bay này nó cho người ta đi ra đi vô luôn nha. Cái này á, nếu mà mình muốn đi cái mấy cái xe ở ngoài á, hay mà người ta tới đón nó có thể đi ra cửa đó hoặc là gọi taxi. Mới lấy hành lý xong, bây giờ mọi người đi ra ngoài để đi lên cái xe bus, xong cái xe bus nó chở mình đi tới cái chỗ để mướn xe. Lần sau nếu mà ai mà có đi cái hãng máy bay này á, nhớ là mang đồ ăn theo nha mọi người, tại vì ở trên đó thì ta không có cho ăn, đồ ăn không có miễn phí, mình phải trả tiền. Mà cái tiền trả nó nói chung là một chai nước là gần $5, mà đồ ăn không có bán gì trên á, chỉ có mỗi mì gói mà. Nên nếu mà ai đi cái hãng này á là phải thủ đồ ăn nha, mua đồ ăn lên. À, bây giờ mình đang đợi để đi lên cái xe bus này. Sao anh biết cái xe này nó mướn đi mướn xe? Cái này là Enterprise là mướn xe hả? Sao nó không cho người ta lên vậy? Đi lên cái chiếc xe này mướn xe nó có cái chữ đó mọi người. Mình đi ra chỗ để mướn xe. Bây giờ cái xe này đang chở, nhưng mà nó chở mọi người đi ra cái chỗ mướn xe. Số cái làm sao anh biết được là cái hãng nào, Enterprise là hãng nào nữa, làm sao anh biết? Anh biết chỉ gặp em đâu biết đâu. Thì cái chỗ nào mà thấy rental thì mình leo lên thôi. Mà chỗ đó nó có chữ rental đâu, chỉ có Enterprise. Ồ, đi rent được khó hả? Chỗ nào có rental là nó chở mình tới mướn xe. Đi lên lộn xe. Tôi biết rồi. Để ở đâu? Trên internet hả? Ra địa là sao? Ram hỏi nó hay sao? Có nhiều việc. Hả? Ê, đậu lạc quạt là có cảnh sát police bắt. Police phạt. Mà tới đâu? Anh nhớ thật bao nhiêu lần rồi? Cái đó thì lọ đi qua phát số eo ai anh ta.
nó mới rõ mà cái chỗ này nó bị che khuất bởi một cái kiếm của ống mà. Đi tới cái chỗ là trước một cái xe. Hả? Tại sao? Sao anh không mướn thằng kia? Mướn thằng nào mướn? Alamo hả? Alamo. Mướn xe gần 500. Rồi. Hả? Chiếc màu trắng nè, nó nói mấy có mấy chiếc van ngoài đây, muốn lấy chiếc nào lấy nè. Sao mới cáo không mọi người? Ở chiếc nào cũng bằng giá trên á. Gần 500 đô. Hả? Quay gì? Trắng xóa, muốn thích chiếc màu xám à? Sao em thấy cái chiếc màu trắng nó dài hơn vậy anh? Em thấy chiếc màu trắng sao nó dài hơn vậy? Ở ngoài đây cái này nó bị chày rồi, cái cốp xe nó bị chày rồi. Con quay lại thôi. Anh lấy cái màu trắng đi. Trắng cái kìa. Trắng này nè. Ở màu đỏ cũng được, có màu đỏ không? À, lấy màu đỏ đi. Lấy màu đỏ được rồi. Ôi California, biển số California, lấy màu đỏ đi. Mình sao xe nào cũng được trên trời. Họ kêu mình muốn lấy chiếc nào lấy, xe mới cáo mà. Ừ. Kia. Hả? Kia. Kia hả? Hãng Kia hả? Cái mấy cái kia là xe gì? Không có xe điện hả? Không. Này có ghế nè. Thế này nữa có ghế, còn bên này chưa chắc có vậy. Ừ, cái này có 7 ghế à. Nay chở được 8 người. Xe này coi. Ừ, lấy xe màu đỏ là đúng. Lấy xe màu đỏ là đúng bài rồi đó. Tại xe màu đỏ nó có chỗ. Xe này đúng bài rồi. Tại xe này nó có thêm cái hàng ghế giữa này à. Chứ hai chiếc mấy chiếc xe trắng kia nó không có. Mới kéo cạnh đâu. Anh ra đóng cửa bên kia đi anh. Em đóng bên này thôi chứ. Chiếc này đúng bài là gì nữa không? Chào lên, lên, lên. Không. Bao nhiêu ngàn mail à? Hả? 13 ngàn mail. Ủa? Nhìn nó cũ cũ mà 13 ngàn mail trời. Cái chiếc xe này đúng bài rồi, chở được 8 người. Tại người Việt mình thì ngồi 3 người ở dưới. Thế này không có GPS. Không có GPS đâu cần đâu. Mở phone lên anh. Phone đâu? Muốn lấy giờ không? Đang ấy đây nè. Đây nè.
phi dạo này nó không cho mấy vali phi hết. Đây lấy gì ghê trời, ra muốn lấy xe nào lấy, anh cho mướn xe là tầng. Mình nói mình mướn chiếc xe van thì ông nói nguyên dãy này đó, muốn lấy chiếc nào lấy, là mình chọn chiếc này nó to với lại nó màu đỏ, nó cũng thích màu đỏ thôi, giống xe của mình chạy. Ở đây có mấy chiếc xe có tết là không anh hả, có xe tết là mướn, nó cho mướn ở đây không hay VinFast không? Không thấy tết là nào không ta, mấy chiếc xe đó không biết xe gì. À, xe cho mướn không á, nó xin đâu mình. Xe màu trắng là xe gì ngộ vậy anh? Ngộ không, mướn xe muốn lấy chiếc nào lấy. Nó làm sao nó biết mình lấy chiếc nào? Chút mình ra nó coi hay sao? Hồi nãy cái anh mướn xe nói xe van chỉ có 7 chỗ thôi mà hên mình kiếm được chiếc xe này chở được 8 chỗ nha. Anh đi ra gọi người nhà lên. Ben, go new car Ben. A red car like mommy Ben. Red car like mommy. Giống vợ má ơi. Gì vậy? Con bấm gì vậy Ben? Oh, you wanna sit there? Có để cái chìa khóa sơ cua nữa nè. Không phải, không phải là chìa khóa sơ cua mà cái chìa này để mình lấy nè. Giấy sanitize rồi. Không có gì hết. Sao ngồi trên là chị? Ngồi cho nó thoải mái. Đây. Ai muốn ngồi đâu ngồi, ông ngoại ngồi sau có thể nằm được. Rồi, thẳng tiến. Bây giờ mọi người lấy được xe rồi, bây giờ đi về cái chỗ mà mình mướn cái hotel á là khoảng 40 mấy phút nữa, đắm vô 40 mấy phút, nhưng mà hy vọng nó không kẹt xe, chứ nếu mà nó kẹt xe nó lâu hơn 40 mấy phút nha. Bây giờ đang đi thì nãy giờ là mấy giờ rồi anh? 12 giờ mấy, 1 giờ là coi như bên mình là 3 giờ đó, mà ở trên máy bay đâu cho ăn gì đâu. Nên mua đồ ăn sáng, ăn từ sáng giờ, từ 6-7 giờ tới giờ thì bây giờ đói rồi. Chắc việc đầu tiên là mình đi tìm tiệm phở Việt Nam nha. Ở đây thì đâu có biết hỏi ai, đi lên trên mạng nha mọi người, lên trên mạng. Mình đi lên chỗ cái bản đồ này nè. Cái bản đồ mình search, mình đánh vào tiệm phở thì ở đây nó hiện lên quá trời tiệm phở nè. Cái tiệm này nó nói có 2.5 mao mà 4 sao nè. Mình thử đánh vô chấm tiệm này coi. Phở 123 nè. Ê, bây giờ muốn đi ăn này thì nhấn vô đây nha. Thấy 4 sao đi đại đi chứ 12 phút. Nhấn đi theo cái bản đồ này. 11 phút, vậy là anh đang đi đúng rồi đó nè, 11 phút. Đi theo bản đồ đó. Nó chở tới tiệm phở. Còn cái bản đồ ở cái điện thoại này nè, 40 phút nó chỉ tới cái chỗ Westminster, chỗ mình mướn nhà. Nói chung là hai này á cũng cùng một con đường đi á. Bây giờ đi tới tiệm phở đó, ở đây á, đi đâu á cũng dùng bản đồ này là nó chở mình đi tất cả mọi chỗ nha. Ví dụ giờ mình không thích ăn phở, mình ăn tiệm Mỹ thì đánh tên của nhà hàng Mỹ ở đây, mình đánh restaurant around here, nó hiện lên những cái nhà hàng nào thì mình tùy mình chọn thôi. Nhưng mà đa số khi mà mình đi du lịch mình thích ăn đồ Việt Nam. Vậy là cùng con đường luôn đó anh. Phở từ đâu nó cùng đường ai già chạy ngược lại. Mà thôi, đói quá rồi, đi theo cái bản đồ luôn đi. Đức của chị Thuy Anh và cô cháu đi rồi chị. Anh đang không dẫn à? Đây, đường phố của Los Angeles, California. Mình cứ nghe nó. Cái bản đồ kia nó chỉ khác, bản đồ đó nó chỉ tới chỗ mướn những mướn nhà. Không, hai bản đồ này không. Cái này chị đi ăn, cái này chị về. Làm biến tắt đi xíu, phải đánh lại để cho nó chạy hai cái luôn.
Bản đồ này sắp tới rồi, chạy thẳng còn có 3 phút nữa thôi. 3 phút nữa tới rồi anh. Hình như tới 1.2 mao. Bên trái. Không. 3 phút. Đừng nghe thằng đó nói nha. Một mao thân lép on Lincoln Boulevard. Ừ rồi cái kia nó mớp vô cùng đường luôn rồi, chứ nó chịu đi khác. Đường thẳng tắt luôn. 2 phút nữa, tại sao? Sao cả, chỉ có Cali có đường thẳng. Đường mình không có qua đồi, một qua núi hả? Bắt tài này, chảy sung lắm rồi. Giờ là tính ra là cái xe này mướn 100 đô, gần 100 đô một ngày, chưa tới 100 đô nha. Rồi sắp tới tiệm phở rồi. Quẹo qua kia là tới rồi. Nằm bên góc đó kìa, tiệm phở tên gì ta, nằm đâu ta? Phở nè, phở Will. Phở Will Thi hả, phải nói không? Nhưng mà đâu, 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 đâu. Không, cái này có hai tiệm phở, vậy tiệm phở mình là sao nó là một phở 123? Yeah. 123 nữa. Đâu, nào Will Thi đấy hả, 123 đấy hả? À, 123, tiệm phở. Đậu đây luôn hả? Hay ha. Chưa bao giờ tới tiệm phở này, đi vô tiệm phở. Bà ngoại ơi, tiệm phở mọi người. Sao thấy bắn hoe vậy? Hú hồn thấy chìa khóa này tự đâu khóa chứ. Trời. Chết rồi, không biết phải tiệm này ăn được không ta. Cái menu nè, nhìn là sao biết được ta. Mình đánh đại trên bản đồ á, mình thấy 4 chấm mình đánh đại, nhưng mà đi tới đây cái tiệm phở này chắc mình nghi là tiệm phở của Mỹ quá, tại vì để tiếng Anh không ạ, cái này không có ai biết nói tiếng Việt ở đây. Có lẽ là người Mỹ. À, nhưng mà không biết ăn có ngon không, thấy có mấy món họ có sợ thôi. Menu cũng để tiếng Mỹ rồi, mà nếu mà của người Việt thì mình nghĩ là họ để nữ Việt với lại để Mỹ rồi. Nhưng mà cái này thì chắc là một Mỹ hay mọi người nước nào đó, chứ không phải của Việt Nam. Hy vọng là ăn nó ok, tại vì bây giờ nó đói lắm rồi. Mà ở trong này á, người ta mở nhạc lớn quá, không biết là cái video này có nghe thấy rõ không, nếu mà nghe rõ là mình bị bản quyền luôn á. Hy vọng là cái mic này á, lọc được cái nhạc. Nhưng mà mình đi vô đây á, mình thấy không có người, có một hai người ngồi ăn mà có mỗi hai bàn nào mọi người. Chắc có thể là không biết có phải là không phải là giờ ăn, hay là tại vì tiệm này nó không ngon nên nó không có nhiều người hay không. Và đi vô cái tiệm là thấy không có ai, không có bóng người, biết rồi nha. Đẹp. Dạ, chính là size 1 rồi mà. Mình thấy trên menu thấy có mỗi phở là nhìn thấy rồi, chứ đâu có nhìn thấy gì đâu. Thôi vậy thôi, kệ đi ba. Ông ngoại nói to to quá, ăn không hết. Còn mọi người có khí thế không? Còn mình chưa ra. Này mà ăn mầm đá cũng thấy ngon. Mình sáng ông ngoại còn vợ. Đừng có order gì hết. 2 giờ đến đó chả có gì để mua, có mỗi mì gói. Cái hãng máy bay kinh khủng thật. Không cho ăn mà cũng không cho uống. Mua chai nước gần 5 đô. Hãng máy bay quá kinh khủng. Lần sau, never again. Không, nếu mà đi thì không. Hoặc là lần sau ai mà đi cái hãng đó đó biết sao. Thụ nhiều đồ ăn vô. Phở của mình. Phở nè. Có về thôi mọi người. Hồi nãy họ có hai cái loại phở cho mình chọn, một là cọng to hay là cọng nhỏ, mình chọn cọng to. Ba nói những cái tô to vậy chứ nước không à ba ơi. Nó không có nhiều cái đâu nha, nước không à. Rồi mời cả nhà nha. Cái này mình nghĩ là nấu cho người Mỹ ăn á, nên không có nước mắm nha, ở đây không thấy nước mắm luôn đó. Cũng ok thôi. Không phải là thuần Việt. Rồi mời cả nhà nha. 13 đô. Cũng bằng bên mình, nhưng mà bên mình nó chất lượng hơn.
có lẽ là cái chỗ này không phải là nấu cho người Việt ăn mà họ nấu cho Mỹ nên họ gia giảm bớt đi cái gia vị. Mời cả nhà nha. Nói chung ăn này chống đói thôi chứ không bằng tô phở bên chỗ mình ăn nhập, bằng tô phở bên phở bắp tô bên mình mà chắc ngon hơn cái tô mì gói ở trên máy bay á. Tô bún này bỏ ít cái quá, mình ăn được hết cái luôn nha, nhưng mà nước thì cũng ok thôi, không có ngon mấy. Mọi người lần sau mà có cơ hội tới đây thì mình ghé chỗ khác. Sao đâu vậy, ăn được mà hơi ít đúng không, so với người Việt mình là không ăn ngon nha. Này so với Mỹ thì chắc mình nghĩ là Mỹ họ ăn vậy, mà so với Mỹ cũng ít á. Tô này tính ra bằng nửa tô ở nhà mà anh hay ăn đúng không anh, thịt cũng ít cái gì cũng ít hết á. Nói chung mà ăn để chữa cháy. Bây giờ đấy chơi không được mà hơi ít. Ồ bây giờ chạy về 50 phút nha, 50 phút chạy về cái chỗ mà mình muốn Airbnb á, cái anh đó tên là Đen, biết bạn người Việt Nam không, anh cho mình cái mã số để xíu mình tới đó mình đánh vô. Mà thì bây giờ chạy tới đó tới 50 phút, cái chỗ đó nó gần Phước Lộc Thọ, cách có khoảng 5 phút lái xe. Cái con đường này nó chạy qua cái con đường airport hả anh? Cái gì mà nó kêu phong phong vậy anh? Xe gà tan nó kêu vậy anh? Ủa? Cái này LAX đi ra phi trường again. Vậy chạy ngang qua cái phi trường rồi anh hả? Cái nhà đó chạy ngang qua phi trường đi về hướng này. Cái con đường nãy con đường muốn xe chở mình đi hướng ngược lại. Giờ mình chạy ngược lên. LAX. Terminal. À, con đường này giống con đường bữa đi đón Henry vậy sao? Ok. Giống con đường đi đón Henry. Đường hầm. Đi tới đây bị kẹt xe này, mà con đường ở phía trên này, nó vòng qua đây. Xong cái nó nhập vô đây thì nó đang kẹt xe chỗ này. Nói đi về có bốn mấy 50 phút mà bị kẹt ở đây 14 phút rồi. 14 phút rồi, traffic jam đỏ rồi. Máy bay đang bay xuống rồi. Không phải. Cái này là hãng Palo. Ola. Cái chữ trên máy bay á. Nó bay. Hả? Ghê trời. Thế thì sao? Zoom lên nhìn thấy cái chữ rõ, chữ vào cái máy bay á. Nãy giờ chạy sắp sửa tới rồi mà